tháng 11 năm 2019, tại kỳ họp lần thứ 40, Đại hội đồng các quốc gia thành viên UNESCO đã biểu quyết tổ chức lễ kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An, nhà sư phạm Việt Nam. Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn của dân tộc Việt Nam, đạo học Việt Nam. Hôm nay, ngày 8 tháng 1 năm 2021, tức ngày 26 tháng 11 năm Canh Tý, chính ngày giỗ chồng, tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An, nơi trung tâm thờ tự. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng đứng lên nghiêm trang hướng về lễ đài. Xin kính mời ông Trần Công Sơn cùng các hộ tế cùng tuyên văn tế tri ân Trần Triều Đại Việt Tiên Nho Văn Trinh Công danh nhân Chu Văn An bắt đầu. Việt Nam quốc, Hải Dương tỉnh, Chí Linh thành phố, Văn An phường, thuộc Hoàng Sơn tối linh bản địa. Núi Phượng Hoàng muôn ngọn lô xô, sông Lục Đầu ngàn thu sóng vỗ, một vùng tú khí trung linh, vang thờ danh thơm Bắc Hồ. Quê hương đổi mới, biết ơn các bậc tiền bối mở đường, đất nước mạnh giàu, nhớ công bao đời tổ tiên tạo dựng. Kính cáo anh linh Đức Thánh Văn Trinh Công, vạn thế sư biểu, Đại Việt Tiên Nho, tứ phối nho sinh, đại học sĩ, tư nghiệp quốc tử giám, Trần Triều Công Khanh, Tính Chu Quý An, Tự Linh Triệt, Hiệu Tiều Ẩn, Tối Linh Thượng Đẳng Thần. Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm Canh Tý, cháu con Đại Việt nòi giống Lạc Hồng về trước cửa thầy cung kính dâng nén hương thơm mặc niệm. Nhớ tiên sinh xưa nề nếp nho gia thiên tư dĩnh ngộ, bao năm khiêm khắc sửa mình, chọn đời giữ gìn đức độ. Thánh hiền đọc thông ba vạn quyền, tiết tháo thánh cao uyên bác hơn đời. Chí tôn sư dốc sức dạy học trò, nguyên phí đất bồi quốc gia trăm họ. Như hoa mai
mai giáng túc, nơi đồng quê rừng suối vẫn ham về, giữ tiết sạch giá trong, chốn cửa mận tường đào không muốn ngó. Thanh liêm lũ tham quan khiếp sợ, trong trường giám dạy công rèn sĩ tử, mong mở mang nền văn hiến nước Nam. Giữa triều đình thất trảng sớ dâng lên, muốn diệt sạch những loài sâu bọ. Tiếc thay, trên cửu trùng chẳng chuẩn lời tâu, cửa huyền vũ công danh rũ bỏ, bầu bạn với tùng xanh chúc biết, tìm nguồn thơ nơi khe suối mát trong. Chuyên tâm vào làm thuốc làm thầy, dưỡng khí phách bậc chính nhân quân tử. Lúc sinh thời khắp làng nho trân trọng, quan tứ trụ triều đình còn cung kính đội ơn. Bảy thế kỷ cả dân tộc tôn vinh, tấm gương thầy càng sáng trong rạng rỡ. Ngày nay giang sơn gấm vóc, dân tộc tự do, con đường đi lên tương lai đã tỏ. Cây có gốc, nước có nguồn, công ơn tổ tiên càng thành tâm ghi nhớ. Vậy nên chúng con sắm xanh lễ vật, hương đăng trầu cau hoa thơm quả ngọt, dâng lên văn chinh công người thầy tiêu biểu của muôn đời. Cầu mong vạn thế sư biểu thấu soi, văn chinh công thượng đẳng thần phù hộ, cho chúng con an khang thông tuệ, thịnh vượng dũng cường, cho Đại Việt nước mạnh dân giàu, vững bền muôn thuở. Lòng thành xin được chứng minh, cung bái anh linh vạn cổ thương hứa.